là điểm dừng chân ăn sáng của đoàn tại Trạng Bàng, đầu địa phận của tỉnh Tây Ninh. Mọi người đang ăn sáng tại nhà. Xe chở đoàn đi sang du lịch Campuchia. Đói hay sao ạ? Không phải đâu nghe. Nhưng mình đói nó mới ngon phải không? Thì đôi khi mình dùng cái món đặc sản là bánh canh Trạng Bàng ở đây thì nó không có giống như là những cái món ăn mà mình dùng hàng ngày. Ví dụ như mình ở Hà Nội thì có bún chả Hà Nội hoặc là phở hoặc là ví dụ như là miền Tây. Đây là cái cây cầu và cây cầu ngàn năm hoàn toàn xếp bằng đá ong, nó có tuổi thọ ngàn năm rồi. Mặc dù làm thủ công hoàn toàn nhưng mà những cái xe trọng tải hàng trăm tấn vẫn đi qua bình thường. Cái này ngoài Bắc cũng thường có cái gì đó. Cái này là nó cái đá nó. Nếu như ấy ở những cái loại sơn tơ như sơn tây của Tuấn Kỳ, đất của Tuấn Kỳ cái này đây. Đó. Lên.